Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những độc tố, đầy dẫy những sự ô nhiễm trong nguồn nước, ô nhiễm trong không khí và ô nhiễm ở trong thức ăn. Và hơn bao giờ hết đó, thì con người của chúng ta, loài người của chúng ta là cái loài mà gánh chịu những cái sự ô nhiễm này nặng nề nhất. Chúng ta tiếp xúc với hàng ngàn các loại hóa chất khác nhau mỗi ngày và kết quả là cơ thể của chúng ta bị bệnh và ngày càng có rất là nhiều những căn bệnh mới và những căn bệnh lạ hơn nữa. Hôm nay Hanna sẽ chia sẻ một cái cách chữa lành tự nhiên không những giúp bảo vệ bạn khỏi những cái hóa chất độc hại nhưng mà nó còn giúp các bạn thải độc và chữa lành. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hôm nay Hanna xin được chia sẻ với cô chú, với các bạn một cái loại nước ép nữa, một cái loại nước xanh, nước ép mà không thể thiếu được trong một cái quá trình tự chữa lành, đó là nước ép cỏ lúa mì non. Nó không những giúp cơ thể đào thải độc tố mà nó còn cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong quá trình tái tạo lại. Không có một loại rau nào mà có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng giống như là cỏ lúa mì non hết á. Mọi bệnh tật Hanna nghĩ là cũng bắt đầu từ việc thiếu đi những cái dưỡng chất thiết yếu để nuôi dưỡng cơ thể. Chúng ta không có cung cấp đủ đúng cái nhiên liệu cho cơ thể và từ đó nó làm cho cái hệ miễn dịch bị kém đi và do đó mà bệnh tật sẽ bắt đầu sinh ra. Để giúp cơ thể chữa lành một cách tự nhiên đó, thì chúng ta cần một cái loại thực phẩm mà không những giúp đẩy những cái độc tố ra bên ngoài nhưng mà nó cần phải chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu để mà nuôi dưỡng cơ thể. Nước cỏ lúa mì non là một trong những cái loại nước ép mà nó giàu chất dinh dưỡng nhất mà chúng ta có được ở trên hành tinh này. Tất cả sự sống ở trên trái đất này đều bắt nguồn từ mặt trời và có rất là ít các loài cây cỏ có thể hấp thu được năng lượng mặt trời từ tia hồng ngoại và tia tử ngoại, và cỏ lúa mì non là một trong những cái loài thực vật nó có thể hấp thu được năng lượng của mặt trời từ tia hồng ngoại và tia tử ngoại, do đó mà nó rất là đặc biệt. Trong cái bảng các nguyên tố đó, hóa học đó, thì có 115 chất, nhưng mà ở trong nước cỏ lúa mì non đó, thì có hết 96 loại dưỡng chất khác nhau rồi. Nó chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng, nó chứa rất là nhiều năng lượng ở trong cái nước cỏ lúa mì này. Nếu như các bạn cần một cái loại dinh dưỡng nào đó cung cấp cho các bạn nhiều dưỡng chất, nhiều năng lượng, thì nước cỏ lúa mì non là cái thứ mà các bạn cần. Nó rất là dễ uống và khi mà uống vào thì cơ thể của chúng ta rất là dễ hấp thu. Mà các bạn muốn cơ thể có nhiều năng lượng đó thì đơn giản là hãy uống nước cỏ lúa mì non mỗi ngày, và chỉ cần một ngày 2 ao thôi. Nếu mà có điều kiện thì các bạn nên uống 2 ao buổi sáng và 2 ao buổi tối, thì các bạn sẽ trải nghiệm là cơ thể của các bạn nó khác hẳn, nó rất là nhiều năng lượng. Các bạn có thể tin được không, cứ mỗi 2 ao nước ép cỏ lúa mì non như thế này thì nó sẽ tương đương, nó sẽ bằng với 5 pound rau, cái loại rau mà các bạn trồng hữu cơ, rau sạch và cái loại chất lượng nhất mà các bạn có thể tìm thấy. Tính ra là nó bằng khoảng 2,5 kg rau, rau sạch, rau hữu cơ, rau được trồng tự nhiên. Trong nước cỏ lúa mì non thì nó giúp đáp ứng những cái nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể như là vitamin B12 nè. Vitamin A ở trong nước cỏ lúa mì non đó thì nó cao gấp 2 lần trong cà rốt, và vitamin C ở trong nước cỏ lúa mì non đó thì nó chắc chắn là nó cao hơn nước cam. Trong cỏ lúa mì non nó còn chứa vitamin K, zinc, sắt tốt cho máu, canxi tốt cho xương, đồng, phosphor, magie, vitamin E tốt cho da, selenium, amino acid, rồi chất diệp lục. Nó có chứa rất là nhiều chất xơ tốt cho hệ thực vật được đường ruột. Cỏ lúa mì non nó giúp đẩy độc tố ra bên ngoài ở cấp độ tế bào, nó giúp đẩy những cái kim loại nặng ở trong cơ thể ra bên ngoài. Nếu như cơ thể của bạn có bị nhiễm phóng xạ đó, hay là những tia tử ngoại đó, thì nó cũng sẽ giúp đẩy ra bên ngoài rất là tốt. Ngoài ra đó thì nó sẽ giúp lọc máu, làm sạch gan và làm sạch thận, và nó sẽ làm cho đường ruột của các bạn sạch sẽ và trơn tru hơn.
Cỏ lúa mì non nó cũng có khả năng giúp cho tóc của các bạn hồi phục lại và mọc ra rất là tốt. Nó không những tốt cho tóc mà nó còn rất là tốt cho da và tốt cho sự phát triển của móng tay nữa. Và trên tất cả những thứ đó thì nước cỏ lúa mì non nó giúp cho chúng ta kiềm hóa cơ thể và giúp máu vận chuyển oxy đến những cái tế bào ở trong cơ thể. Nó còn giúp làm ổn định cái lượng đường ở trong máu, do đó mà nó rất là tốt, rất là thích hợp cho những bệnh nhân bị tiểu đường. Thường là Hannah uống 2 ao mỗi ngày, nhưng mà thỉnh thoảng Hannah uống 2 ao buổi sáng và thêm 2 ao vào buổi chiều nữa. Nếu như mà Hannah cần nhiều chất dinh dưỡng đó thì Hannah bổ sung thêm một lần vào buổi chiều nữa là 4 ao mỗi ngày. Hannah sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà Hannah trồng cỏ lúa mì non nha. Nó rất là đơn giản, không có cầu kỳ và cũng không có mất nhiều thời gian đâu các bạn. Để trồng cỏ lúa mì non đó, thì cái đất mà Hannah dùng đó là đất potting soil, cái loại đất mà xốp để mà trồng trong chậu đó các bạn. Thì cái chậu thì các bạn có thể mua cái tray nhựa như thế này để mà trồng nè. Mình bỏ ở dưới một cái lớp đất rất là mỏng lắm, mỏng như thế này nè. Đó, rồi sau đó là mình trải ra đều ra. Hoặc là các bạn cũng có thể mua những cái miếng mà dừa, vỏ dừa người ta xay nát ra đó, rồi về mình ngâm nước cho nó nở ra rồi mình trồng cũng được. Và cái thứ ba mà mình cần đó là hạt giống cỏ lúa mì non ha. Thì nhà Hannah đó thường hay có hai loại hạt giống cỏ lúa mì non. Đây là hạt giống cỏ lúa mì non Hannah order ở trên Amazon đó. Hoặc là đi thẳng vào cái website của nó để mà order. Thường thì nhà Hannah order những cái bịch lớn như thế này nè để mà trồng ha. Và hoặc là mình có thể order, Hannah cũng order một chỗ khác nữa. Hannah order ở chỗ Hippocrates ngay chỗ Florida đó. Đây là một cái trung tâm y tế chữa lành tự nhiên, người ta chỉ chữa lành những căn bệnh mà hiếm gặp hoặc là những căn bệnh ung thư rồi đó, chỉ bằng cách là thay đổi cách ăn uống và thay đổi lối sống. Và cái loại cỏ lúa mì non mà Hannah trồng đó là Red Winter Wheat. Những cái trung tâm chữa lành bằng những cái phương pháp tự nhiên bây giờ thì rất là hiếm. Do đó mà chúng ta cần phải ủng hộ những cái nơi như thế này. Hannah học được rất là nhiều những cái kiến thức chữa lành ở cái trung tâm chữa lành tự nhiên Hippocrates này. Để mà trồng cỏ lúa mì non đó thì hôm nay Hannah sẽ một cái tray nhỏ như thế này nè, thì Hannah sẽ trồng 3 muỗng canh. Hannah lấy 3 cái muỗng canh như thế này nè, múc đổ vào đây. Hannah trồng 3 cái muỗng canh này ha. Các bạn có thể trồng ít hơn cũng được. Hannah thì thích trồng dày dày nên Hannah dùng 3 muỗng canh. Các bạn trồng ít thì các bạn có thể dùng 2 muỗng rưỡi nha. Mình sẽ trồng 3 muỗng canh như vậy đó. Rồi Hannah sẽ ngâm qua đêm, ngâm nước nước lạnh cũng được, các bạn ngâm nước ấm cũng được, ngâm qua đêm. Rồi sau đó mình sẽ trồng giống như là mình trồng rau mầm vậy đó các bạn. Rồi khi mà mình thấy cái hạt cỏ lúa mì này nó hơi lú lú cái đuôi ra đó, lú lú cái mầm ra là mình có thể đem đi và mình trồng trong trậu được rồi, mình trồng trong cái tray này được rồi. Và cái bên này Hannah có sẵn một cái hũ cỏ lúa mì non mà Hannah đã ươm trong 2-3 ngày rồi đây. Tùy theo cái khí hậu ấm hay là lạnh mà cái cỏ lúa mì non này nó sẽ lên nhanh hay là lâu nha các bạn. Đây nè các bạn coi cái có lẽ là hôm qua là Hannah bỏ xuống là perfect luôn á. Nhưng mà tại vì hôm qua bành quá nên chi Hannah không có bỏ được. Hannah hôm nay mới bỏ thì cái mầm nó ra hơi bị dài như thế này rồi, nhưng mà không có sao hết, mình vẫn bỏ được nha các bạn. Thì cái đất này Hannah vẫn chưa xịt nước lên nha, thì mình rải lên một lớp mỏng, rải một lớp mỏng cho nó thưa thưa ra xíu. Rồi hãy
đây coi. Đó, mình rải đều ra nha, một lớp mỏng ở trên nè, anh là thích nó dày dày như thế này nè. Các bạn biết không, tại vì cỏ lúa mì non nó không có thích nắng gắt quá, nên chi là mình chỉ trồng ở nhà, ở trong nhà gần cửa sổ thôi. Mình đưa ra ngoài nắng là nó sẽ không có tươi tốt đâu. Trồng ở cửa sổ đó, có nhiều nắng ở cửa sổ thôi là được rồi. Sau khi mà Hannah trải đều như thế này thì Hannah sẽ dùng một cái bình xịt như thế này, Hannah xịt nha. Xịt cho nó cỏ lúa mì nó ướt và cho đất nó ướt luôn. Để mẹ chị làm cho mau con. Thank you. Đó, Hannah sẽ xịt như thế này, nó ướt hết như vậy đó. Hannah sẽ dùng một cái miếng giấy, Hannah trùm lên. Trùm lên đi. Hannah trùm lên như vậy á, để cho khỏi nó cái nắng gắt quá, nắng nó gắt quá. Hoặc là nhà mình có mở sưởi hoặc là mở máy lạnh rồi đó thì nó sẽ không có cái rễ non này á, nó mới nhú những cái mầm non này nó sẽ không có chịu được đó. Thì mình phải trùm lại lên như thế này nè, khoảng 2-3 ngày thì mình dỡ ra ha. Và Hannah sẽ để lên cái kệ. Và trên cái kệ này nè, nhà Hannah có một cái kệ này sau lưng của Hannah đây các bạn. Hannah sẽ để lên cái kệ này và sau đó là mỗi một ngày đó Hannah sẽ xịt nước cho cỏ lúa mì hai lần. Đây cho các bạn coi cỏ lúa mì nhà Hannah đây. Hôm nay phải Hannah thu hoạch được rồi nè các bạn. Khoảng một tuần thôi, 6 cho tới 7 ngày là các bạn thu hoạch, uống nó rất là ngon, rất là ngọt. Nếu mà các bạn để lâu hơn thì nó sẽ có cái vị đắng hơn. Và ở dưới này á, thì Hannah có cỏ lúa mì, Hannah trồng được 2-3 ngày rồi đấy các bạn. Mầm nó lên cao rồi. Và bên này á, thì cũng được 4-5 ngày rồi. Đó, thường là Hannah trồng cỏ lúa mì đó các bạn, Hannah sẽ không có trồng một lúc 4-5 trây đâu. Hannah trồng, hôm nay Hannah trồng một trây, rồi cách khoảng 1 ngày, 2 ngày Hannah ngâm, Hannah trồng thêm một trây. Rồi cứ 1 ngày, 2 ngày Hannah trồng một trây như vậy đó. Thì mình sẽ có cỏ lúa mì uống liên tiếp như vậy đó. Mà không có bị gián đoạn hoặc là không có bị để già quá nha. Ở dưới đây là cho các bạn coi Hannah có trồng rau mầm. Cái này là rau mầm hướng dương của Hannah này các bạn. Đó, rau mầm cỏ hướng dương ở dưới này. Một ngày các bạn nhớ xịt nước cho cỏ lúa mì hai lần. Khi mà cỏ lúa mì cao như vậy đó thì càng phải có nước nhiều cho cỏ lúa mì chứ. Các bạn biết không, cỏ lúa mì đó nó rất là dễ sống. Cái sức sống của nó mãnh liệt lắm. Do đó mà khi mà các bạn trồng nó rất là khó bị thất bại. Hannah chưa có bị thất bại lần nào đó. Như Hannah không biết là các bạn trồng như thế nào. Tại vì có nhiều bạn nói với Hannah là các bạn trồng không được, trồng bị mốc đó. Thì Hannah cũng không có hiểu là tại sao bị mốc nữa. Cái cỏ lúa mì này nó cao rồi, mình cần thu hoạch nha. Bây giờ Hannah sẽ thu hoạch cái cỏ lúa này, mì này, rồi mình đi rửa, rồi mình xay uống nha. Khoảng 6-7 ngày thôi là các bạn có thể thu hoạch được rồi. Nếu như mà các bạn uống không kịp á, thì các bạn có thể cắt rồi các bạn bỏ tủ lạnh nha. Bless you. Từ từ à con. Đây. Khi mà các bạn cắt hết cái cỏ lúa mì đó thì các bạn sẽ dùng cái rễ này nè, cái bộ rễ này Hannah sẽ ủ. Và
khi mà nó phân hủy ra đó thì nó sẽ cho mình một cái loại phân hữu cơ để mà nuôi rau ở ngoài vườn, nó rất là tốt. Bởi vì cái phân ở dưới á là cái phân hữu cơ nha, nếu mà có điều kiện thì các bạn nên mua phân hữu cơ để mà trồng thì nó tốt hơn. Và khi những cái cây cỏ lúa mì này nè, nó có bộ rễ rất là dài. Đây, rễ của cỏ lúa mì nè các bạn. Thì cái bộ rễ này á, Hanna sẽ gỡ ra, rồi Hanna ủ, Hanna đưa ra ngoài sau đó. Nhà Hanna trồng rau ở ngoài vườn đó, thì Hanna có một cái chỗ ủ để làm phân hữu cơ. Hanna sẽ ủ cho tới khi nào mà nó phân hủy thành phân đó, thì Hanna sẽ bón cho những cái cây rau khác ha. Đó, rễ quá trời luôn nè, tốt lắm á. Và thường thì Hanna sẽ không có trồng lại lần thứ hai. Nếu như mà các bạn để như vậy, các bạn xịt nước đó, thì cỏ lúa mì vẫn có thể mọc lên lần thứ hai. Nhưng mà lần thứ hai thì giá trị dinh dưỡng của nó sẽ không có nhiều giống như lần thứ nhất. Lần thứ hai mà các bạn thu hoạch lại đó thì cái giá trị dinh dưỡng của nó chỉ còn có 50% thôi. Thì Hanna sẽ không có dùng lại lần hai, nhưng mà Hanna sẽ ủ để mà làm phân để mà nuôi rau nha. Bây giờ Hanna sẽ cắt nhỏ nhỏ ra nha. Nếu nhà các bạn nào mà có cái máy ép mà trục ngang đó thì các bạn có thể dùng để mà ép cỏ lúa mì. Chứ mà dùng mấy cái máy mà ép thông thường, máy ép chậm đó thì nó sẽ không có chịu nổi đâu. Tại vì cỏ lúa mì nó hơi cái nó hơi bị gọi là nó khô và nó cứng đó. Thì ép nó, máy nó sẽ bị cháy hoặc là nó bị ngừng, nó không có làm việc tốt bằng cái máy ép ngang. Cái máy ép ngang nó sẽ chuyên ép cỏ lúa mì tốt hơn. Và bởi vì Hanna bỏ vô cái máy xay sinh tố đó, Hanna xay rồi Hanna lược lại uống, nên chi mình phải cắt nhỏ nhỏ ra nha. Đó, thì mỗi một ngày là Hanna uống 2 ao. Nếu mà được thì các bạn uống có thể uống là 2 ao buổi sáng và 2 ao buổi chiều ha. Thì mỗi lần uống 2 ao thì Hanna xay cỡ chừng này thôi. Bỏ cái này vào trong cái máy xay nhỏ thôi nha. Nếu như mà Hanna với ông xã Hanna uống thì Hanna sẽ xay bằng cái cúp bự đó. Nhưng mà hôm nay có một mình Hanna uống thôi thì Hanna xay bằng cái nhỏ như thế này nè. Đủ 2 ao cho Hanna uống thôi. Rồi mình đổ nước vào để cho nó xay nha. Sẽ đổ ra, rồi mình lược qua một cái rây để mà mình lấy xác lại. Đó, thế là mình được 2 ao cỏ lúa mì non. Nguyên chất đó là 2 ao, nhưng mà tại vì mình pha nước vô thì đương nhiên là nó sẽ nhiều hơn 2 ao rồi. Và khi mà các bạn uống còn non đó, thì cái vị ngọt nó dễ uống hơn là khi mà các bạn uống già. Các bạn để lâu quá thì cái vị nó sẽ hơi nồng một chút xíu, hơi khó uống một chút xíu. Xin mời các bạn uống cỏ lúa mì non cùng với Hanna. Khi mà uống cỏ lúa mì non á, các bạn nhớ ngậm trong miệng xíu để nó chữa lành những cái bệnh về răng miệng đó các bạn. Hết 2 ao rồi. Nói ngon á thì sẽ không có ngon. Nước cỏ lúa mì ngon á thì nó không có ngon đâu. Không có quá, nói là khó uống thì cũng không có đúng. Nó cũng không có quá là khó uống mà cũng không có ngon. Khi mà chúng ta canh đo đong đếm
giữa những cái thành phần chất dinh dưỡng, giữa những cái lợi ích của cỏ lúc mì với cái vị ngon của nó, thì chữa lành cái giá trị dinh dưỡng của cái nước cỏ lúa mì non đó, nó sẽ nặng canh hơn so với là cái vị ngon của nước cỏ lúa mì non. Do đó mà nếu như mà khó uống thì các bạn cũng chịu khó uống nha, bởi vì cái giá trị dinh dưỡng ở trong cái nước cỏ lúa mì non nó vô cùng tuyệt vời. Các bạn mới lần đầu uống đó thì các bạn hãy uống chừng khoảng 1 ao rồi tăng lên 2 ao, rồi sau đó mình sẽ tăng lên một ngày uống 2 lần. Nếu như có điều kiện, các bạn uống quen rồi á, các bạn sẽ không có bị buồn nôn nữa. Cái cảm giác buồn nôn nó rất là bình thường. Ngày đầu tiên mà Hanna uống đó là Hanna buồn nôn cả ngày luôn. Khi mà các bạn đưa một cái loại nước xanh, nước sạch, một cái nước rất là tốt vào trong cơ thể, thì những và cái nước này nó sẽ giúp đẩy độc tố ra bên ngoài, đẩy những cái xấu, những cái không tốt ở trong cơ thể của các bạn, nó đã chất đóng ở trong đó đi ra bên ngoài. Thì cái cảm giác buồn nôn là rất là bình thường. Khi mà cơ thể của các bạn độc tố càng nhiều thì cái cảm giác buồn nôn nó sẽ càng mạnh và nó sẽ càng dữ dội hơn. Do đó mà chịu khó uống nha các bạn. Nếu như mà khó quá thì chúng ta hãy bắt đầu từ từ, chừng một chút một. Và khi mà cơ thể quen dần rồi đó thì mình có thể uống nhiều hơn. Các bạn có thể dùng nước ép cỏ lúa mì non để mà ủ tóc. Các bạn cũng có thể dùng nó để mà đắp mặt nạ, làm mặt nạ cho da. Thường thì khi mà xay nước ép cỏ lúa mì non á, thì Hanna sẽ để lại một chút xíu để Hanna ủ tóc. Mình chế lên tóc rồi mình mạch xa tóc như thế này nè, nó sẽ cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng cho tóc để mà nuôi tóc của mình từ bên ngoài. Là Hanna uống xong, Hanna để lại một chút xíu rồi Hanna thoa lên da mặt đó, rồi mình để cho nó khô khoảng chừng 15 phút là mình có thể đi rửa lại. Đây là một trong những cái loại kem dưỡng da mà Hanna rất là thích đây nè. Vì những cái lợi ích vô cùng tuyệt vời mà cỏ lúa mì non mang lại, do đó mà Hanna hy vọng là các bạn có thể cố gắng tự trồng những cái loại cỏ lúa mì non như thế này ở nhà để mà uống, để mà bổ sung chất dinh dưỡng, để mà chữa lành cơ thể nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Miếng đi, chấm thử miếng đi. Nè, hết rồi nè. Thử coi. Cầm hai tay đẹp độ bể ly vậy. Sao? Ngon không? No. No, không ngon à? Sao?